cho dù rất là vất vả trong công tác chuẩn bị, cho dù rất là khó khăn, nhưng mà đến giờ phút ở đây thì tất cả mọi sự chuẩn bị cũng đã hoàn tất rồi. Và có lẽ rằng đến giờ phút ở đây thì ông bà gia chủ cũng đã rất là nóng lòng để lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị. Và có lẽ rằng chúng tôi cũng sẽ không chần chừ gì nữa. Ngay sau đây trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị sẽ cùng ổn định tổ chức tạm các lại công việc riêng tư, và chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý của mình đến sân khấu Tân Gia để cùng tổ chức cái lễ ra mắt cho ông bà gia chủ được diễn ra thành công tốt đẹp. Trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Xin chân thành nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã trở về đây để dự tiệc mừng Tân Gia đại cát của gia đình ông bà Lao Dũng và anh chị Tráng Phóng. Chương trình được diễn ra tại Bản Hiền, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tôi là Kim Thương và người bạn đồng hành của tôi là Tuấn Minh. Rất hân hạnh khi trở thành ban tổ chức ngày hôm nay. Xin thay mặt cho Tân Gia chủ xin được gửi tới toàn thể quý vị quán khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, và để bắt đầu cho chương trình Tân Gia đại cát của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được trích dẫn một câu nói của các cụ ngày xưa đã dạy rằng đó chính là cậu trâu hỏi vợ làm nhà, xong ba việc đấy thì quả thật là khó thay. Và cũng quả đúng thật là như vậy, chúng tôi cho rằng đó là ba việc quan trọng nhất của đời người. Và mỗi hẳn quý vị chúng ta đang ngồi tại đây đều chắc chắn là muốn khao khát và mong mỏi được một lần chạm tới, đúng không ạ? Và với ý nghĩa của một ngày trọng đại như vậy thì quý vị đang cùng chúng tôi có mặt tại đây là để chúc mừng cho những nhân vật chính khi ông bà và anh chị đã sở hữu được cho mình một ngôi nhà khang trang, ngôi nhà mà nơi sẽ lui về sau cuộc đời của tất cả các thành viên trong gia đình. Và có lẽ rằng không để quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây hãy cùng chúng tôi chào đón lên sân khấu ông bà Lan Dũng, anh chị Tráng Phóng, xin mời. Tân gia chủ cùng với các con cháu trong gia đình cũng như nội ngoại hai bên, chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau di chuyển lên sân khấu để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách nè. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng ban lãnh chào và ban nông nhân để cùng chào đón Tân gia chủ từ đây đi nào, xin mời. Toàn thể quý vị thân mến, sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị là món quà vô cùng ý nghĩa, món quà vô cùng vinh dự, vì rằng là đường rất là khó về khó đến, đúng không ạ? Và trong lúc vừa rồi thì là trời lại đổ mưa rất là to, rất là khó. Một chút cũng như là sự hiện diện của toàn thể quý vị một lần nữa xin được thay lời chào gia đình cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã cùng hội tụ đông đủ về đây. Trong quá trình kết đám và tổ chức chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, mong rằng quý vị sẽ thông cảm cho ban tổ chức cùng với gia đình ạ. Để quý vị thân mến, như vậy là ông bà Lan Dũng và anh chị Tráng Phóng đã có mặt trên sân khấu Tân Gia, và chắc giờ phút này đây họ đang rất là tự hào, họ đang rất là hãnh diện với tất cả những người thân thương, bạn bè gần xa, họ hàng thân thuộc lối xóm của mình, bởi vì họ đã có được cho mình một ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà mà đã mơ ước bấy lâu nay. Kính thưa quý vị, và chắc chắn rồi lời chào sẽ cao hơn mâm cỗ để thay cho lời cảm ơn chân thành. Chân thành kính mời ông bà và anh chị sẽ quy đổi một cái thật sâu để kính chào tới toàn thể quý vị đi nào, xin mời những chào tay từ quý vị nữa đi nào. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, những ngày vui như ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết thì diễn ra hàng tháng, hàng năm. Còn đối với ngôi nhà của chúng ta, chỉ có một lần duy nhất thôi quý vị ạ. Ngôi nhà đấy để che nắng, che mưa, che chở cả một mái ấm gia đình. Và sau những năm tháng lao động, gian nan vất vả, trong đó có cả mồ hôi và nước mắt, thì ngày hôm nay đây, gia đình ông bà cũng như anh chị đã tạo dựng được một ngôi nhà, phải nói là khang trang và biết bao nhiêu người mơ ước. Và niềm vui, niềm hạnh phúc ấy lại được nhân đôi lên khi có sự hiện diện của tất cả những người thân thương, bạn bè gần xa đến và chúc mừng cho gia đình mình. Kính thưa quý vị thân mến, việc làm nhà nó không đơn giản có nghĩa chỉ là địa ở, mà nó còn minh chứng cho sự nỗ lực chăm chỉ của bản thân chúng ta. Quý vị có thể thấy ngôi nhà của ông bà Lan Dũng và anh chị Tráng Phóng là một ngôi nhà minh chứng của sự rất là rõ ràng của minh chứng chăm chỉ, cần mẫn, đúng không ạ? Và trải qua những năm tháng phấn đấu không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ thì ông bà và anh chị đã xây dựng được một ngôi nhà cực kỳ là khang trang, cực kỳ là có thể nói một ngôi mà rất là mơ ước của tất cả nhiều quý vị đang có mặt tại đây, đúng không ạ? Và kể từ ngày hôm nay thì ngôi nhà này sẽ là nơi lưu giữ những tiếng cười của sự sẻ chia bền chặt. Và kính thưa quý vị, hơn nữa hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, 29 tháng 6 năm 2024, tức là ngày 24 tháng 5 của năm Giáp Thìn.
Với sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình nhất trí của tất cả các thành viên trong gia đình đã chọn ngày hôm nay để mừng ngôi nhà mới, và với sự chứng kiến đông đảo của toàn thể quý vị quan khách ở đây, em Kim Phương ơi, chúng ta sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình tân gia đại cát của gia đình ông bà Lan Dũng, anh chị Trang Phong chính thức được bắt đầu. Hãy cùng lắng nghe và đón nhận những lời quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, với tiếng nhạc sôi động cũng như là chàng vỗ tay của toàn thể quý vị kèm theo pháo sáng lung linh, vừa rồi cũng đã ngờ rằng chương trình tân gia đại cát của gia đình ông bà và anh chị đã được chính thức diễn ra, và chúng tôi sẽ được màn phép thay lời cho đông đảo toàn thể quý vị quan khách ở đây kính chúc cho ông bà và anh chị chuyển tới ngôi nhà mới tài lộc dồi dào, vinh hoa phú quý, niên trường thọ, tài lộc an khang, cuối cát tường, ăn nên làm ra, tiền vào là như đất sông già, sông đà mà tiền ra là nhỏ giọt, như bà cái tin ông bà và anh chị nhá. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thay mặt cho tân gia chủ xin được kính chúc cho toàn thể quý vị quan khách có mặt ở đây, chúng ta sẽ tấn tài tấn lộc, tiền vào thì thật là sông sông, tiền ra thì là từ từ, sức khỏe có dư, không gian lớn tới và hạnh phúc thật là thăng hoa, và chúc cho mọi nhà chúng ta năm 2024 sẽ là một năm đại thắng nha quý vị ơi. Kính thưa quý vị thân mến, trong quá trình hơn 3 tháng ròng rã làm nhà, có thể là đêm ngủ không được no, ăn thì có thể là bữa đói bữa no, đúng không ạ? Chắc chắn là ông bà và anh chị của chúng ta đã nhận được những ngày công góp sức của những người thân, bạn bè, họ hàng, làng xóm thân thuộc. Và trong buổi trọng đại ngày hôm nay, những người thân trong gia đình lại có những món quà yêu thương, bó hoa tươi thắm để dành tặng và chúc mừng cho ông bà và anh chị. Và ngay sau đây chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình con Hơn Hồi, gia đình em Chuyên Minh sẽ di chuyển lên sân khấu cùng với những phần quà và bó hoa tươi thắm của mình dành tặng cho bà và anh chị ạ. Xin mời. Món quà tiếp theo ban tổ chức xin được kính mời lên sân khấu. Món quà đến từ gia đình bác Hoàng Hoàng Mạnh và gia đình cháu Oanh Thanh, cũng sẽ có những món quà và những bó hoa thật là tươi thắm để dành tặng cho gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Rất là trân trọng kính mời. Cơ chẳng và trời hay quả chắc bố lại cò bên má tăng đừng là liền lấy bố quay lại thờ cờ trắng đỉnh cơ chẳng bạc bè tửng lại tờ cơ chút ra lại bố em ra ửi ai mưa đi qua chẳng gióm ngân cơ chẳng biết ngân tờ phát cầm chẳng gióm căm cơ chẳng biết căm lại cơn phát rủ chẳng nặng cơ chẳng ở gạch phát giấy ở xa năm bản bản bế hương lấy lạc sống hương nào phá mặn cơ ba mới sắc mưa đi qua chú ra lại bố em ra cơ chẳng quay hà lại mưa lì bên trần mưa sàn bên chép mưa lẹp chép ngang phí trên vườn mà mưa sai cơ chẳng kiếm ma mưa khóa cơ chẳng hà lại cơ ba mới chứ nặng cơ chẳng biết khó cá mới học phò mẹ phí nòng rú lại na lúc ta rú lại bàn cơ chẳng có cảm thấy lắm nở sửa lì phí hoa kiểng bác sĩ về bản báo trà về na báo ổ bác sĩ lại tố tặng tờ liệm báo le cơ chẳng có căng bắn bác nặng sâu bầu kín khẩu kín lầu sắc mưa chung bọc mưa ngân báo lầu chú ngân lại phú ân ra cơ ba mới lưu nàng cơ bốc mít sàng ngân dương sau tháng nả chú ngân chú khẩu phò mẹ phí nòng hóp và cờ lâm cha hảo hăng mặt dưng bốn tên dễ tuổi xỉn sờ lì mưa nả mà mất nữa hảo sắc thuộc bó cai trần chú thuộc bằng bó lầy gió cằn miếng mử làng si bì hồ kiện ta xiển sắc ta cái con mới đất phò mẹ phí nòng nơ và chứa được cái ta xiển sắc và cái con tay lét và sẵn cái trên lọt cho đàn ông cùng buông nòng. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những bó hoa tươi thắm, những món quà yêu thương dành tặng cho tân gia chủ. Cũng có thể nói rằng là món quà tuy nhỏ nhưng mà tấm lòng sáng tỏ trời cao, thay cho lời chúc ngọt ngào chúc cho gia chủ của chúng ta sẽ tấn tài tấn lộc, ăn nên làm ra. Và kính thưa quý vị thân mến, để buổi tiệc được chính thức khai tiệc thì trân trọng kính mời về phía ban tổ chức sẽ có những chén rượu ngọt để mời đến toàn thể quý vị và mời tới ông bà và anh chị gia chủ ạ. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể cô chú anh chị và các bạn cùng nâng ly của mình lên để chúng ta sẽ cùng nhau rơi thật to để chúc mừng tân gia đại cát của gia đình ông bà và anh chị được diễn ra thành công tốt đẹp nha quý vị nhá. Xin mời đến nào quý vị ơi. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị quan khách. Chúng ta sẽ cùng rót thật lòng đồng đầy những chiếc ly rượu của mình đi ạ. Và ly này 100% là rượu nha quý vị ơi. Nhất ngọt cũng được ạ. Bây giờ chúng ta rô to là trời sẽ nắng ra quý vị ạ. Đi cùng mình chuẩn bị chưa ạ? Nào chúng ta cùng chuẩn bị đi nào. 1
các bạn ơi, ai nữa ăn phàm ăn hàng ly đi lầy nữa mấy bóc bóng nữa bao mấy pin hàng nước vào mấy đi đó à phong là chiếc váy đâu các bạn đi đây nè. Xin cảm ơn ông bà anh chị sau đây trong trạng thái này, ông bà anh chị sẽ cùng di chuyển phía ngoài bên bàn thiệp để mời chào tất cả thầy quý vị ạ. Trang dương đằng rất ải trắng bí mọc lóng, trang dương đằng rất ít trắng đẩy phòng đi. Trang dương lại phì lại mua trắng nghề mi hơn làng quảng các bà nọ. Các bà số bài của em ra ở ai? Trang hầu sơ mất là ma đó trắng thì hơn làng quảng. Trang hầu sơ mất là trắng mi hơn lại hàn. Hơn là xảy ế lại sân lại hỏng cái đế ải của em ra các bà ở ai ơi? Ơ mà đi phải rất về vinh dự phút lúc mất là tuần tình dù cơ bữa buổi nòi. Các bà nông kim thương dù cơ chiếm quảng quỳnh nhai. Con trắng mắt đằng nả tàng tà trắng ngại của em ra tay hơn. A khoa cũng lúc là nó cỡ với hù chú xiêng thằng cơ ba nổ. Hào hẹp tá, hào hẹp bầu, nhưng mới là ăn phỏng cắt, nhưng mới là ăn bếp. Ây tí trên cờ, xung mải êm vào mẹ, phỏng hù lắm hù lại, cầm ý trên cờ trắng quảng, quảng giao. Ở tổng cảm cũng lúc là khen lại khen xưa nó xung mải êm vào mẹ phía nồng nơ. Hay cả xóa mươi xung mải êm vào mẹ, cần là táo cứng cầm áp văn khẩu văn lào năng kỳ nìn muôn. Điện sư là chiếc buôn, điện sư là chào hợp, rồi cũng lúc là ăn phòng mà dết ý vào mẹ nó. À, khắp ế xe ế hơn trên áo vàng trên mặt trên áo số bảy em bà mẹ áo kịch khẩu là chỗ cao được mắt dân khấu xe và bông lu bông lan nó bò mẹ nữa.